Đến tuổi 60, trước khi đi ngủ mà các cô các chú mà xoa vào 5 vị trí sau thì sẽ giúp máu huyết chúng ta lưu thông hơn để có giấc ngủ ngon hơn. Đặc biệt khi máu huyết lưu thông hơn thì cơ thể chúng ta sẽ khỏe mạnh hơn và sống lâu hơn. Thì bạn biết rằng khi chúng ta đến cái tuổi 60, chúng ta lớn tuổi thì cơ thể càng ngày càng lão hóa nhiều đi. Và nhiều khi cái công việc bộn bề hoặc là các áp lực trong cuộc sống làm chúng ta bị tắc nghẽn các cái mạch máu lưu thông trong cơ thể của mình, tạo lên cái sự khó chịu, sự mệt mỏi. Và nhiều khi buổi tối về nhà thì chúng ta rất là trằn trọc và khó ngủ. Do vậy thì trong ngày hôm nay thì Kim Ba mời đến video của mình, đó là cô giáo Lưu Ý Linh, một chuyên gia về massage trị liệu, người đã chăm sóc cho rất nhiều các học viên, đặc biệt là những người lớn tuổi, đã giúp cho rất nhiều học viên lớn tuổi đã có sự cải thiện căng thẳng và giúp cho họ trở nên khỏe mạnh hơn trong suốt thời gian vừa qua. Và biết rằng các kỹ thuật massage trị liệu mà cô Linh đang chia sẻ thì cũng được hướng dẫn cho rất nhiều các bạn huấn luyện viên yoga trị liệu để giúp cho hàng ngàn học viên thay đổi sức khỏe. Vậy thì trong ngày hôm nay thì các cô chú xem video này, hy vọng rằng hãy xem hết video để áp dụng các kỹ thuật này vào trong cái cuộc sống hàng ngày của mình, đặc biệt là trước khi ngủ buổi tối, chúng ta kích hoạt lại cơ thể của mình để chúng ta khỏe mạnh hơn, đúng không mọi người? Và ngay bây giờ xin mời cô Linh sẽ hướng dẫn các kỹ thuật cho các cô chú. Xin chào các cô chú là học viên của thầy Đặng Kim Ba. Và ngày hôm nay thì cô Linh sẽ hướng dẫn cho mọi người xoa cũng như là nắm bóp 5 vị trí sau trên cơ thể trước khi đi ngủ nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ tác động lên bề mặt da này, trên mặt của mình. Và trước khi đặt lòng bàn tay của mình lên trên bề mặt để xoa nóng phần khuôn mặt thì chúng ta sẽ xoa nóng lòng bàn tay trước đã. Mục đích xoa nóng là một là chúng ta sẽ đẩy bớt những cái bụi bặm còn sót lại trong lòng bàn tay ra ngoài. Và cái thứ hai là chúng ta sẽ di mạnh hơn để đẩy nóng nhiệt trong lòng bàn tay của mình. Với việc xoa nóng này thôi thì lòng bàn tay của mình cũng đã được thoải mái rồi nha. Tiếp theo đó là chúng ta sẽ đặt hai lòng bàn tay vị trí nóng nhất lên trên vùng mắt và xuống dưới má. Rồi, khi mà chúng ta đặt lòng bàn tay ôm lên trên mặt như thế này thì toàn bộ các đầu ngón tay của mình sẽ điểm dừng ở vùng trán và các phần cổ tay này, phần cổ tay sẽ khum lại ở phía dưới, gần phía dưới môi. Rồi, sau đó bây giờ chúng ta sẽ di chuyển thành những vòng tròn nhỏ nhá. Mình sẽ đẩy hai lòng bàn tay của mình lên phía trên trán này. Các đầu ngón tay khi chạm đến phần giao nhau giữa tóc và trán thì mình miết sang hai bên. Rồi, miết xuống mang tai. Đúng rồi, các đầu ngón tay sẽ đi qua hàm xuống dưới cằm, rồi chúng ta lại đi qua sống mũi đưa lên trên. Với kỹ thuật này thì chúng ta sẽ xoay tròn và miết từ 10 cho tới 12 vòng. Và lưu ý khi thực hiện thì chúng ta thả lỏng toàn bộ cơ mặt cũng như là cơ vai gáy và hơi thở thật sâu, chậm rãi. Từ 10 cho tới 12 lần cô chú nhé. Rồi, miết từ dưới lên này, qua sống mũi này, lên trán này. Các đầu ngón tay dừng lại ở phần giao nhau giữa tóc và trán này, miết mạnh sang hai bên. Đó, một lần nữa nha. Cố gắng ổn định vị trí cơ mặt, không bị nhăn hay nhúng theo với đường tay của mình di chuyển. Và chúng ta cần thả lỏng và ổn định vị trí là được. Rồi, khi với nhịp kết thúc thì chúng ta miết lên phần da nhau giữa tóc và trán rồi mình dừng lại này, ôm chặt hai lòng bàn tay qua bọng mắt cùng với phần gò má và miết sang hai bên là kết thúc. Rồi, đúng rồi. Ok. Tiếp theo đó là huyệt vị trí thứ hai, đó là huyệt lân xa số 7 trên đỉnh đầu. Thì để tìm kiếm huyệt lân xa số 7 này, chúng ta sẽ dùng lòng bàn tay trái. Rồi, thầy đặt lòng bàn tay trái lên này, quắp ngửa lòng bàn tay trái để cong lên như thế này. Rồi, để sao cho cái lòng bàn tay của chúng ta này, rồi, đặt lên trên phần đỉnh đầu. Vị trí lòng bàn tay chạm ở đâu thì đây là điểm cao nhất trên đỉnh đầu của mình. Tiếp theo đó là mình sẽ dùng ngón tay trỏ và ngón tay giữa của bên tay phải này, mình luồn xuống phía dưới giữa lòng bàn tay trái, cái điểm mà đang chạm trên đầu đấy. Sau đó mình di chuyển cái tay phải lui về phía sau từ 1 cho tới 2 phân. Chúng ta sẽ di chuyển điểm tay phải từ phía sau từ 1 cho tới 2 cm. Và tại đây thì chúng ta sẽ thấy phần rãnh. Phần rãnh này sẽ chia làm đầu làm 2 phần. Đó, thì chúng ta sẽ nhấn trực tiếp vào phần rãnh đấy. Và lưu ý là mình sẽ không dùng cái móng tay nhấn xuống, nó sẽ làm xước da đầu và khó chịu. Mà mình hãy dùng đốt ngón tay đầu tiên của hai cái ngón tay này. Rồi, phần rãnh này. Thầy tìm thấy chưa? Rồi, tiếp theo đó là lòng bàn tay trái của mình này, đặt đè lên hai ngón tay phải này để mình tạo thêm lực mạnh hơn, nhấn sâu hơn và đầm hơn. Tiếp theo là chúng ta sẽ day tròn. Điểm day tròn này mình sẽ đẩy sang bên trái này, đưa về phía trước này, sang bên phải và về phía sau. Day tròn chậm, rãi, đều đặn. Ở điểm này thì chúng ta sẽ day từ 20 cho tới 30 vòng. Nhớ là thả lỏng phần vai và bắp tay xuống. Rồi, day tròn đều. Lực lòng bàn tay trái chỉ cần nhấn mạnh vào các đầu ngón tay phải thôi để di chuyển được mạnh mẽ hơn. Rồi.
Trong lúc chúng ta thực hiện cái kỹ thuật xoay huyệt Rân Xa số 7 này thì ngay lập tức mình sẽ cảm nhận được toàn bộ phần đầu của chúng ta được giải phóng nhẹ nhàng hơn và máu lưu thông lên não, lên đầu tốt hơn. Sau khi kết thúc 20 đến 30 vòng thì chúng ta buông tay nhẹ nhàng hạ xuống. Thả lỏng nhẹ hai vai một chút để tránh trường hợp bị bó cơ vai quá nhiều. Rồi, tiếp theo là vị trí thứ ba. Vị trí thứ ba là toàn bộ phần xương ngực, lồng ngực phía giữa này. Thì chúng ta sẽ dùng các đầu ngón tay để tìm kiếm nhá. Khi chúng ta tìm kiếm phần lõm của đốt xương ngực phía trên này, từ cổ xuống, rồi qua phần xương ngực và xuống phần lõm này. Phần lõm này sẽ chia phần xương sườn của mình làm hai phần. Thì khi xác định được phần lõm này rồi, chúng ta sẽ dùng lòng bàn tay phải đặt ôm trọn lòng bàn tay vào phần hõm xương. Rồi sau đó chúng ta day tròn, mục đích là để đẩy nóng. Đẩy nóng ở đây là toàn bộ những mạch máu cũng như nhóm cơ nằm ở phía trước và nằm bên cạnh cái phần xương sườn của mình xoay tròn này. Khi phần ức ngực này của chúng ta được đẩy nóng lên thì nó sẽ hỗ trợ giúp cho mạch máu lưu thông qua vị trí phần lồng ngực của mình được tốt hơn và cũng như là hỗ trợ cho hơi thở của mình được sâu hơn. Hít vào thì mình sẽ cảm nhận hơi thở mát, lạnh. Và khi thở ra sẽ đẩy toàn bộ cái khí nóng bên trong cơ thể ra ngoài. Nó sẽ bao gồm cả khí độc và những cái thải độc qua luồng khí. Rồi, với kỹ thuật này thì mình sẽ thực hiện từ 10 cho tới 20 vòng. Nhớ là lòng bàn tay của mình sẽ đẩy sát vào phần xương ngực như thế này nhá. Chứ không phải khum tay và xoa thế này nhá. Đẩy thịt trong lòng bàn tay này, áp sát vào phần xương ngực. Sau khi kết thúc kỹ thuật này, chúng ta thả lỏng cánh tay và hít thở chậm để mình cảm nhận sâu nhé. Nhắm mắt lại này và hít sâu này, kéo dài hơi thở từ 3 đến 5 giây này. Rồi thở ra nhẹ nhàng này, 5 đến 6 giây. Đó, thì cô chú cảm nhận xem là hít vào hơi thở mát lạnh và thở ra thì nhiệt nóng hơn đúng không? Đẩy hết toàn bộ khí cặn và khí độc bên trong cơ thể ra ngoài. Rất là tốt cho lồng ngực của mình nhé. Tiếp theo, vị trí thứ tư đó là lòng bàn tay. Ở trên lòng bàn tay thì có rất nhiều những mạch máu và điểm huyệt vô cùng quan trọng. Mà khi mình tác động thì lòng bàn tay của mình sẽ được đẩy nhiệt nóng lên rất là nhanh. Ngoài ra thì vị trí trên lòng bàn tay nó còn được xem như là vị trí của toàn bộ những bộ phận nội tạng bên trong cơ thể mình. Gan này, ruột này, dạ dày này, đại tràng này. Đấy, nên khi mà mình massage lòng bàn tay này, nó cũng là một cách để giúp cho phần nội tạng của mình được một lần tác động. Và nếu như ai đang đầy bụng thì chúng ta cũng có thể áp dụng kỹ thuật massage lòng bàn tay này. Đấy. Và sau khi mà kết thúc kỹ thuật thì chúng ta sẽ cảm nhận bụng của mình nhẹ hơn và được đẩy nóng hơn, cảm giác như là phần tiêu hóa đã được kích thích tốt hơn. Rồi, thì chúng ta tác động trên lòng bàn tay phải trước nhé. Trước tiên thì lòng bàn tay phải của mình sẽ xoay đặt phía trước lồng ngực như thế này hoặc đặt trước bụng. Rồi, chúng ta sẽ dùng ngón tay trái này, ngón cái của tay trái này đi một đường từ dưới ngón tay, ngón út xuống dưới tới phần bàn tay rồi đi sang bên ngón cái. Và khi sang bên ngón cái thì ngón tay trỏ này của mình cũng đặt ở phía đầu ngược lại để miết ra. Rồi, bây giờ chúng ta vào kỹ thuật này. Lòng bàn tay trái này, đặt ôm tay phải này. Rồi, thầy cứ để bình thường để thoải mái. Còn cô Linh sẽ để ngửa ra để cô chú nhìn được hết vị trí lòng bàn tay. Mình sẽ đi từ phần phía cuối đốt xương ngón út này, qua cổ tay này, sang đến ngón cái là kết hợp thêm cùng với ngón tay trỏ, miết vào đầu ngón tay này. Đó, thì mình sẽ cảm thấy hơi căng tức phần ngón cái, là mình đang được đẩy thông mềm các bó tắc và đưa máu lưu thông xuống đây tốt hơn. Thì mình sẽ hơi bị tức một chút, nhưng nhấc tay ra là hết, đúng không ạ? Về kỹ thuật này thì mình sẽ thực hiện từ 5 cho tới 7 lần. Và lưu ý thả lỏng các cổ tay. Rồi, lòng bàn tay mình sẽ hướng lên trần nhà nhé. Nhưng cô Linh sẽ ngửa về phía trước để cho mọi người quan sát thôi. Lần 3 này. Ôm này. Rồi, miết mạnh ở đầu ngón tay cái này. Lần cuối nhà. Rồi, ngón cái mình di chuyển là chính. Chỉ có mỗi ngón trỏ hỗ trợ ở phần cất đốt ngón tay cuối cùng thôi. Đó. Nếu như ai cảm thấy tê dại phần đốt ngón tay này nhá, thì là các bó cơ của mình đang bị tắc ở phần ngón cái rất là nhiều. Thì mình thực hiện cái kỹ thuật này nhiều lên. Bình thường 5-7 lần thì mình có thể thực hiện 7 cho tới 12 lần. Rồi, ok, miết ngang sang đến ngón cái, miết mạnh. Đó, thì sẽ thấy hơi tê dại phần ngón cái. Rồi, tiếp theo đó là mình sẽ dùng ngón tay cái của tay trái này tác động vào giữa lòng bàn tay. Thì mình cũng xoay xuôi như thế này. Rồi, xoay tròn. Và lưu ý là khi thực hiện kỹ thuật xoay tròn lòng bàn tay như thế này thì tay phải của chúng ta thả lỏng ra. Mình sẽ đi ở trong lòng bàn tay thôi nhé. Không mở rộng cái hướng xoay xuống phía dưới phần cổ tay vừa rồi nữa. Chỉ trong lòng bàn tay là thôi. Và lực mỗi lúc càng một mạnh hơn. Khi chúng ta xoay xuống thì hãy dùng cái đốt xương của ngón tay cái này nhấn lực mạnh hơn một chút nữa. Ngay sau khi kỹ thuật này thực hiện đến lần thứ 3 thì là cảm giác bàn tay được đẩy nóng lên rất là nhiều. Cảm giác hơi tức tức ở giữa lòng bàn tay. Hơi tức giữa lòng bàn tay là toàn bộ phần
nội tạng của chúng ta đang hơi có độc tố một chút. Đấy, thì khi mình thực hiện khoảng 2 cho tới 3 ngày liên tục là cái tức lòng bàn tay sẽ được giảm đi tối thiểu. Rồi, sau khi xoay ở đây vị trí từ 10 cho tới 20 vòng thì mình tiếp tục chuyển hướng này, lòng bàn tay trái ôm xuống phần cổ tay phải. Vẫn là lòng bàn tay này nhưng mình xoay tiếp. Rồi, và lực của cái ngón tay cái này mình sẽ đẩy lui phía bên trên. Đúng không ạ? Vừa rồi là lực ngón tay cái với hướng xuôi kia thì mình đẩy căng phía bên dưới. Thì bây giờ mình xoay ngược lại để lực ở phía bên trên. Vẫn là một vòng tròn. Và sau từ 10 cho tới 20 vòng thì chắc chắn bàn tay phải của bạn sẽ được đẩy mềm hơn, nóng hơn và có cảm giác hơi tê dại một chút. Bởi vì bó tắc lâu ngày quá chúng ta chưa tác động vào. Đây, xoay xuống. Rồi, xoay tròn. Đi qua các đốt ngón tay phía dưới. Bàn tay như ở phía dưới các đốt ngón tay. Đấy, thấy lật sật ở đâu là bó tắc ở đấy nha. À, vẫn bên tay phải đúng không? Chưa, đúng chưa, rồi. Chưa đổi bên đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Vẫn tay phải, chỉ là đổi hướng thôi. Rồi, kết thúc này. Là mình sẽ cảm giác bàn tay của mình nóng ran lên. Và phần nội tạng sẽ cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng hơn một chút. Và chúng ta cũng thực hiện những kỹ thuật với bên phải này, với bên trái. Rồi, ban đầu thì cũng là đi xoay này, ôm lòng bàn tay này. Đi từ ngón út này, phía dưới lòng bàn tay này, đi sang này. Miết này. Đấy, 5 cho tới 7 lần. Mà nếu như ngón cái mình bị bó tắc, cảm giác đau quá thì mình thực hiện nhiều lên, từ 10 cho tới 12 lần. Đúng rồi, từ ngón cái, từ ngón út, đi qua cổ tay, bàn tay đến ngón cái, miết mạnh. Đó. Chậm rãi, chậm dần, lực mạnh hơn. Rồi, tiếp tục vẫn lòng bàn tay, xoay tròn. Nhớ là lực từ phần đốt xương này nhá cô chú nhá. Đẩy rộng lên. Đấy. Tay nóng ngay tức thì. Cảm thấy bàn tay hồng hào hẳn lên. Đúng rồi, máu lưu thông xuống tốt hơn mà. Rồi, hơi tức tức lòng bàn tay là đúng rồi đấy. Vì dù là cả cái thanh niên nhá, thanh niên mà các bạn từ tầm 30 tuổi trở lên ấy, mà các bạn cũng ít khi tác động giải cơ bó tắc vị trí bàn tay thì nhấn vào vẫn tắc bình thường. Rồi xoay ngược lại này. Vẫn vị trí lòng bàn tay chúng ta xoay tròn. Đúng rồi. Nhưng mà chỉ sau đến ngày thứ 3 và ngày thứ 4 thôi là chúng ta sẽ cảm nhận cái bó tức đó chuyển sang là thoải mái và thích thích. Rồi 20 lần thôi. Rồi, sau đó chúng ta rũ nhẹ lòng bàn tay này. Lòng bàn tay được đẩy nóng rất thoải mái đúng không ạ? Các di chuyển các ngón tay được lưu thông tốt hơn và nội tạng của mình sẽ được nhẹ nhõm hơn. Tiếp theo vị trí thứ 5 đó là lòng bàn chân. Găng lòng bàn chân này. Lòng bàn chân này thì được ví như là trái tim thứ 2 trên cơ thể của mỗi con người. Ở dưới lòng bàn chân này thì cơ và mỡ rất là ít, hầu như là không có mỡ và lượng cơ rất là nhỏ, chỉ có những mạch máu và da thôi. Nên là khi chúng ta đẩy nóng lòng bàn chân này mang lại hiệu quả về sức khỏe rất là cao. Ngoài ra việc đẩy nóng lòng bàn chân này sẽ giúp cho các bạn, sẽ giúp cho cô chú anh chị đẩy được bớt hàn khí bên trong cơ thể ra ngoài và tránh trường hợp bị hút hàn khí khi chúng ta dẫm chân xuống dưới đất. Đối với lòng bàn chân này thì mình chỉ cần tác động vào đúng giữa găng lòng bàn chân thôi. Mình sẽ dùng phần khuỷu tay trái này đẩy vào vị trí giữa lòng bàn chân, đúng rồi, và chúng ta xoay tròn. Cái vị trí khuỷu tay này đặt đúng vào vị trí giữa lòng bàn chân và chúng ta không dê ra phía ngoài nhé. Vì khi dê ra ngoài về phía ngoài của găng bàn chân này mình sẽ cảm thấy nó hơi nhói một chút, chỉ ở giữa lòng bàn chân thôi. Rồi, khi lòng bàn chân của chúng ta được massage đẩy nóng như thế này thì nó sẽ hỗ trợ cho toàn bộ máu lưu thông tốt hơn và cái cơ động mạch vành quanh tim của mình ấy nó cũng sẽ được giãn mềm và lưu thông tốt hơn. Rồi, nó thay thế cơ chế vận động, vận hành của cơ tim. Với kỹ thuật này thì chúng ta sẽ thực hiện từ 20 cho tới 30 vòng xoay. Nếu như lực từ trên cao nhấn xuống đủ mạnh thì mình sẽ cảm thấy hơi tức tức phía bàn chân một chút. Rồi, phần cơ bó tắc nó đang bị chai lì lại đúng không ạ? Nhiều năm rồi, thời gian quá nhiều rồi, mình chưa tác động bao giờ. Đó. Sau khi kết thúc 30 cho tới 20 vòng này thì lòng bàn chân của chúng ta cũng được đẩy nóng lên như vậy. Tiếp theo chúng ta sẽ đổi bên với bên chân trái này. Thì chúng ta cũng đặt lòng bàn chân trên đùi và dùng khuỷu tay phải này nhấn sâu vào lòng bàn chân như thế này và xoay tròn. Đó. Nhớ là lực từ trên cao nhấn xuống lực vuông góc và xoay tròn từ 20 cho tới 30 lượt. Dài đến đâu là cảm nhận sự căng tức của bó cơ trên bề mặt bàn chân tới đó. Rồi, bàn chân đã được nóng dần lên đấy. Sau khi kết thúc 20 tới 30 vòng thì chúng ta dừng lại và thả cái chân trái của mình hướng xuống phía dưới sàn, thả lỏng. Vừa rồi là 5 kỹ thuật massage ở 5 vị trí trên bộ phận mà chúng ta có thể kết hợp lại thành được một tổ hợp. Và mỗi một tổ hợp này thì chúng ta sẽ thực hiện đi thực lại từ 3 cho tới 5 lần. Và thời gian đẹp nhất đó là vào buổi tối trước khi đi ngủ.
và buổi sáng sau khi chúng ta thức dậy. Cảm ơn cô Linh rất là nhiều. Và Kim Ba tin chắc rằng với kỹ thuật vừa rồi thì các cô chú và các bác có thể áp dụng vào trong cuộc sống của mình. Và lưu rằng thì quá trình luyện tập để cải thiện cách tốt hơn thì chúng ta nên duy trì một cách đều đặn hàng ngày. Và lúc ấy Kim Ba massage cảm thấy rất là dễ chịu toàn bộ bàn tay và bàn chân của mình. Thì khi mà thực hành xong các kỹ thuật này thì cô chú nhớ là comment ở bên dưới video để là thực hành xong rồi thì comment lại là xem là cảm thấy thế nào. Và cái ngày các cô chú thực hiện cái kỹ thuật massage này thì comment là thành phố mình đang sinh sống này, cái ngày mà mình thực hành video này và cảm nhận của cô chú như thế nào thì chúng ta comment ở bên dưới để Kim Ba và cô giáo Lưu Yến Linh biết rằng là cái bài tập này đã được chuyển tới và đã có sự thay đổi vào sức khỏe của cô chú, thì từ đó có thể là xây dựng các bài tập tiếp theo nó hay hơn, nó đầy đủ hơn và nó thoải mái hơn. Cũng như là các cô chú mà cần thêm các bài tập gì có thể comment ở bên dưới để Kim Ba và cô giáo Liên Linh sẽ xây dựng các bài tập tiếp theo. Hôm nay cảm ơn Linh rất là nhiều và chúc cho cô chú và các bạn có thể áp dụng bài tập này để sức khỏe càng ngày khỏe hơn, ngủ ngon hơn và sống khỏe hơn mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.